À, tiếp qua để cô. Thế cô mở lại nhá. Cô mở lại nhá. Mở lại lần nữa. Mở to hơn cho thích Mỗi hơn cái nào. hán chữ đều là một khối bảo石. Cổ văn dùng hình họa để biểu thị số lượng, từ 1 đến 4 đều là như vậy. 2 chính là dùng hai h横 biểu thị số chữ 2, cho đến hiện tại vẫn là như vậy. Chỗ này thì Giang có hiểu là gì không? Không ạ. Chỗ này thì họ nói đơn giản là chữ nhị. Chữ nhị là dùng hai nét ngang để thể hiện đúng không? Như là chữ trong chữ Kim Văn ấy thì là hai cái chữ R này thì bằng nhau. Tiểu truyện thì mình đã thấy là cái chữ nét ở trên nhỏ hơn chữ ở dưới đúng không? Còn lệ thư này thì cũng vậy. Nhưng mà lệ thư các con thấy không? Chữ nó hơi cong cong như này đúng không? Và cho đến hiện tại bây giờ ấy thì chữ nhị này vẫn như vậy. Các con biết Kim Văn là từ thời nào không? Từ thời 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 Tần đúng không? Từ thời Tần. Còn trước đó còn có gọi là thời kỳ Giáp Cốt Văn đi, Giáp Cốt Văn thì còn trước cả thời Tần. Thời Tần là khi mà thống nhất các nước với nhau đúng không? Hai tên thủy hoàng đúng không cô? Bảo Ngân vào rồi à? Đó. Mình đi tiếp nhá. Cổ văn số chữ 2 của hai hàng chéo độ là giống nhau. Nếu trên hàng ngắn, hạ hàng dài, thì thành là cổ văn của trên chữ. À, cái này là trên chữ giáp cốt đi. Chỗ này các con có hiểu không? Chỗ này có bạn nào hiểu thì nói cho cô nghe nhé. Chúng mình mở mic hết đi để trao đổi thôi. Em hiểu tí, người ta bảo là ở trên thì ngắn còn ở dưới thì dài hơn. Ừ, đúng rồi. Một nửa, còn một nửa ý nghĩa còn lại nghĩa là nếu như vậy ý, thì trong chữ giáp cốt thì nó là chữ thượng đấy. Nghĩa là chữ thượng không có cái chữ như này đâu. Không biết như là mình ghi là ví dụ như là sang xuế là chính ra chữ thượng này, đúng không? Nhưng mà chữ giáp cốt không có chữ này, người ta chỉ viết ngắn cái nét này lại. Chữ này dài ra thế là đã là chữ sang rồi. Đấy là trong chữ giáp cốt nhá. Ừ. 一有相同的意思，而二却有不同和其他的意思。Ừ. Chỗ này có ai hiểu không? À, chỗ này có ai hiểu không? Nói cho cô nghe nào. Y y là một thì nghĩa là giống nhau nhá, là thể hiện là hai thứ giống nhau, nhưng mà R là biểu hiện là khác nhau nhá. Có là khác nhau hoặc là khác. 比如说一不二，二话不说。Ừ, suy y bố ở à, hòa bù xua. Đây là câu tục ngữ nói một không phải là hai, nói một là một ý, ý là nói một là một. Chỗ câu này suy y bố ở nghĩa là nói một là một, trong tiếng Việt của mình nghĩa là nói một là một, không có thay đổi gì cả. À, hòa bù xua nghĩa là gì? Ở đây là ý nghĩa khác, là chỉ tha nhá, thì nghĩa là gì? Không nói hai lời cũng không nói lời khác, không nói chỉ có suy y bố ở à, hòa bù xua.我们还说只知其一，不知其二。Câu này là gì? Chỉ chữ chỉ y, bộ chữ chỉ ạ. À. Câu này là chỉ biết một mà không biết hai. Chữ là biết, chỉ biết một mà không biết hai.所以，二还可以表示一个事物的另一面。Cho nên nó còn có nghĩa là một cái phương diện khác của một sự vật. Một góc nhìn khác về một sự vật. Đấy, các con hiểu không? Ngoài ý nghĩa là số đếm ra thì nó còn có nghĩa là khác này, khác nhau, một cái phương diện khác của một sự vật đúng không? Hiểu gì? Bù thống chí tha hứa lì nghỉ phang miệng. Lì nghỉ phang miệng là một cái phương diện khác của một sự vật nhá. Đó, đấy là chính là ý nghĩa của chữ ở. Đây này, trong phần này cô có ngồi phân tích. Cái này là mình nhìn đây nhá. Bài này các bạn nhìn chữ này cũng có thể đọc được đúng không? Có ai đọc cho cô bảng này được không? Ngân ngồi đọc cho cô nào Ngân. Giả cụ vẫn dùng lạng hứa hoa biểu sư sư tử ơ xem trai hái sư trân trang Chơi gian xỉa đúng không? Ừ. y biểu sư sang thúng trang y rú y mú
一样。二，表示不同、不专一，如说一不二。二，还有更深的文化含义，代表一对、两旗等。说文解字，说一代表天，二爹啊，二代表弟。对，thế bây giờ cô sẽ đọc xong cả lớp mình đọc theo nhé. Có cần thiết không nhỉ? Chắc là cần đấy nhỉ. Nhá, trái ngủ quấn dùng lẻ hồng họa biểu sư su sử ở. Nào, cả lớp mình đọc nào. Trái ngủ quấn Trái dùng ngủ lẻ quấn hồng lẻ hồng họa biểu họa sư biểu sư su su sử sử ở. Hiện tại hãy sư chưa giang xỉa. Hiện Hiện tại tại hải hải sư sư chưa chưa giang xỉa. À, vừa nãy Ngân đã nhìn phiên âm và các bạn đã nhìn phiên âm để đọc đúng không? Bây giờ các bạn nhìn chữ Hán cùng cô nhá. Cô đọc và chúng mình cái nào không biết mình mới nhìn phiên âm, còn mình chữ nhìn chữ Hán nhá. Y biểu sư xiang thống. Y biểu Y sư biểu sư xiang thống. xiang thống. Xiang thống. Xiang thống. Xiang thống. Chuan y. Try. Chuan y. Mình nhìn chữ Hán không nhìn phiên âm đâu nha. Rủ y múa ý yang. Rủ Rủ y y mũ ý múa yang. ý yang. Chỗ này đọc là múa, y múa ý yang. Y Rủ múa y mũ ý yang. ý yang.二表示不同。二表示二表不示同，不同。不专一。不不专专一。一。如说一不二。如说说一一不不二，二，二还有更深的文化含义。二二还还有有更深更深文化含的文义，化含义，代表一对、两极等。代代表一表一对、对、两两极极等。等。说文解字说，说文文解解字字说。说。一代表天，一代表代表天，天；二代表地，二二代代表表地。地。对，bây giờ Hà Linh đọc lại nào, cố gắng nhìn chữ Hán và chữ nào khó thì mình nhìn phiên âm như nào.甲骨文用两横画表示数字二，现在还是这样写。一表示相同，穿衣，专一，如一模一样。二表示不同，不专一，如说一不二。二还有更深的文化含义。代表一对、两极等。说文解字，说一代表天，二代表地。Ngân với cả Linh đọc đều rất là tốt đúng không? Rồi Giang đọc nào.甲骨文用两横画表示数字二，现在还是这样写。一表示相同，专一如一模一样，一模一样。一模一样。二表示不同，不专一如说一不二。二还有更深的文化含含义，义，代表代代表。表一对两极等。说文者甲字，说一代表天，二代表地。非常好。Chúng mình có một số từ mới đúng không? Là trá cổ文. Trá cổ文là giáp cốt văn này. Đó.
Khấn họa, khấn họa. Họa là một cái mình học chữ gì nhỉ? Khoa khoa rồi đúng không? Khoa mình đã từng học nó là vẽ này, xong rồi họa thì là bức tranh đúng không? Sấy chải họa. Và bây giờ mình có thêm từ khấn họa. Vậy thì họa ở đây nó còn nghĩa là nét đúng không? Khấn họa là nét ngang. Biểu sự, chữ này mình chưa học nhưng mà cô tin chắc là chữ biểu này mình biết rồi đúng không? Sự, biểu sự ở đây là thể hiện nhá, biểu thị. Su sự ở, su sự mình học rồi đúng không? Chỗ này không có chữ nào mới với mình nữa. À, xin sai hái sư chơi yang xỉa, chỗ này cũng không có gì mới với mình. Xiang thống, chữ này cũng không có gì khó với mình đúng không? Chuan y thôi. Chuan này là chuan y, tức là đơn nhất đấy. Ừ, y biểu sư xiang thống chuan y. Một là thể hiện là gì? Nó mình xiang thống là gì nhỉ? Tương đồng à, Ừ, chuan y là gì? chuyên nghi là chỉ gì Chuyên, chuyên nhất. ừ, cô dịch là chuyên nhất, ừ, xiang thủng trang y rú y mùa ý yang. Ê, chữ y mùa ý yang này thể hiện là giống hệt nhau ấy, giống y như đúc luôn ấy, cô dịch là y mô nhất dạng, giống y như đúc. Ừ. À, tha cân của ý y mùa ý yang, à, lẻ cơ双胞胎一模一样的, hoặc là tha yếu của y mùa ý yang the, y phục khoản sự. Trời ơi, đó là gì? Tôi có một cái bộ quần áo kiểu giống hệt như bạn ý đúng không? Minh Vũ học cái này thì Minh Vũ thích lắm, Minh Vũ nhờ. Học về các chữ Hán này. Ừ. Sui y bú ở, vừa nãy cô giải thích rồi đúng không? Nói một không hai đúng không? Nói một là một đấy. Ở hãy hiểu cần sân tờ vấn khoa khả nhị. Chữ sân này là sâu sắc này, sâu sắc hơn. Nhị nó còn có ý nghĩa sâu sắc hơn. Và ý nghĩa sâu sắc thì nó là chỉ là gì, tính từ biểu hiện cho cái trung tâm ngữ này này. Quấn khoa khái nghị, đây là một cái gì, à, hàm nghĩa về văn hóa đúng không? Cô gọi là cần sân tờ quấn khoa khái nghị, cô dịch là hàm lượng văn hóa sâu sắc đúng không? À, đại biểu, tài biểu là đại biểu cho gì, ý tuệ lãng trí là gì? Ý tuy là nhất đối, tuy là đối. Ừ. Cô đã dịch là nhất Lẻm đối lưỡng à. cực nhưng thực ra Đó. nó là một cặp đấy. Đó. Và ý tuệ gì? Ý tuệ nán nữ là một cặp nam nữ này. Còn có ý tuệ gì? Chúng mình có rất là nhiều ý tuệ mà. Cặp gì nhỉ? Cái gì mà đi cùng cặp với nhau ấy? Một cặp bánh là gì? Ý tuệ trung sự. Trung sự là cái bánh chưng ấy, một cặp bánh chưng. Một đôi đũa Ừ, đúng rồi, ý tuệ khoai sự. Đúng rồi. đẹp hoa chữ Đúng rồi, còn lẻng chí là gì? Cái này thì hơi khó một tí. Lẻng chí. Nán bảy. Nán chí, bảy chí là sư lẻng chí đúng không? Cực Nam với cực Bắc thì nghĩa là hai cực đấy. Lẻng chí là hai cực đúng không? Cực Nam, cực Bắc. Câu này thì số vấn chỉ sư là gì các em biết không? Nó là một cái quyển sách thuyết văn giải tự. Ừ. Minh Vũ biết gì quyển về quyển thuyết văn giải tự không Minh Vũ? lúc đó thì quyển thuyết văn giải tự chia thành 504 bộ thủ, sau này đưa vào khang nghi từ điển thì giảm thành xuống 214 bộ thủ. Bộ thủ Hay quá nhỉ. Đấy, Vũ nói rất là chi tiết rồi đúng không? Còn có nhớ được số lượng nữa. Đó. Theo thuyết văn giải tự thì nó y tài biểu the, à, tài biểu tị. Chỗ này mình biết rồi. Ok, nay bây giờ cô sẽ hỏi các bạn nhá. Cô sẽ hỏi các bạn bằng tiếng Trung Quốc này và chúng mình sẽ tập nói cho cô nhá. Bảo Yến, Trả cổ vấn dùng lẻng khấn họa biểu sư sầm mơ? Trả cổ vấn dùng lẻng khấn họa biểu sư sư tử à. Tuệ. Xin sai hải sư chữ yang xỉa mà. Hiện tại chân chân xỉa Chữ yang xỉa, chữ yang xỉa.
这样行。这样là như thế này đúng không? Na yang là như thế kia đúng không? Chơi yang là bạn viết như thế này. Ok, khởi lý y biểu sư sở mơ? Y表示相同继续。和专一，如。如一模一样。对，那香二表示什么？二表示不懂，不专一。如什么？如说一不二。对，OK，谜语二还有什么的文化含义呀？文化，代表一对一对两极，一对两极。一对两极。那说文解字说一代表什么？二代表什么？明宇，继续回答老师问题啊。说文解字说然后。一代表什么？二代表什么？OK，何琳，何琳，说文解字说一代表什么？二代表什么？说文解字，说一代表天，二代表地。对，非常好。天亮，同学们觉得怎么样？二是不是很有意思啊？有意思，对。但那是个很难，很难吗？难吗？很难。我们要写一些生词啊。bây giờ chúng mình sẽ viết một số từ mới nhá. bây giờ chúng mình đã học xong về cách hiểu rồi, bây giờ chúng mình tập viết nhá. nào, bây giờ chúng mình bắt đầu viết nào. Chúng mình có một số số từ mới như sau. Y mô ý ạ. Chờ cô một chút nha. Chúng mình chép một số từ mới ra nhé. Cô có một việc nên cô ra ngoài một tí nhé. Mình ghi được hết các từ chưa? Giang viết được chữ nào chưa, Giang? Cô ra ngoài đi ạ. Hết rồi, viết xong Cô đi hết cô rồi ra. á? Cô ra ngoài đi ạ. Thế các con chép được những chữ nào rồi? Để Cô cô đọc viết lại đi tiếp. ạ. Đọc lại gì? Đấy. Bây giờ viết chữ chéo của Quấn trước nhá. New words. Chả là giáp đấy.
Chữ này các con có biết viết không? Chữ này hơi khó viết đúng không? Biết ạ. Nhìn nhìn cô viết nhá. Chá, củ, quấn, là giáp. Chữ yung này mình học chưa nhỉ? Chưa đúng không? Rồi ạ. Yung là dùng đấy. Khấn. Hiểu nghĩa o thì khó nhưng mà giải thích nó ra thì lại là vô cùng nhiều từ mới khó. Đúng không? Khấn là ngang. Oanh. Đúng rồi, là hoành đấy. Khoa các con biết rồi, cô quên mất lại viết ra. Khoa là nét nhá, trong chữ hề là nét. Khống khoa là nét ngang. Biểu sư. Biểu thị đấy, thể hiện hay là biểu thị? Biểu thị nghĩa là từ Hán Việt của nó đấy. Su sự là số. Mình học môn toán là gì? Số Su xuế đúng không? Bây giờ mình học chữ su sự. Su sự là con số. số tự. Ví dụ như y ở san nghĩa là su sự đấy. Zhe yang mình có thể là mình chưa biết này. Zhen mei yang mình học rồi đúng không? À, mình có Shuo Wen Jie Zi. Đây là tên một quyển sách từ điển đầu tiên của tiếng Trung đấy. Nó là giống như là một quyển từ điển nhưng mà nó rất là hay. Chữ chỉa này khó quá đúng không? Để cô viết to ra nhá. Nó là có chữ chẻo trong chữ chuẩy đúng không? Mình nhớ chữ chuẩy không? Mình có nhớ chữ chuẩy không? Thì mình có cái này đúng không? Miệng rồi cô. Đúng rồi, cái miệng đấy. Mình có nhớ chữ sự. Đó, có chữ chẻo xong rồi có bộ đao và con gì? Đây là bộ giáp, giáp nghĩa cái Rác. sừng đấy. Đúng rồi, đúng là cái sừng đấy. Dùng con dao để chia đôi con trâu ra đúng không? Đó. Thế thì Và có cái nghĩa là sừng đấy. giải, nghĩa như là giải phẫu trong chữ giải phẫu nhớ không? Để hiểu được chữ này thì mình sẽ dùng cách đấy để giải, còn chẻo ở đây nó chỉ thể hiện nghĩa nhá. Còn con dao mà chia đôi con trâu ra, con bò ra thì có nghĩa là phân giải ra đúng không? Số vẫn Nó chỉ nghĩa là chữ, nó kết hợp bằng chữ hình thành với chữ, với chữ kiểu chữ hình thành và đúng rồi, chữ hình thanh. Sơ vấn chỉ tự là thuyết văn giải tự. May là lớp mình trình độ cũng cao rồi mới đọc hiểu cái này đấy. Khai sử lớp mình học chưa nhỉ? rồi ạ. Thì cái này cũng không có nhiều từ mới với mình. Khoa pian, pian mình học chưa? Qua biên nào? Pian Pian. khoa.
chưa học Biên tiền thì biên chưa học khoa như là biên khoa thì con cũng học từ lâu với kỳ một cuốn sách thứ nhất rồi. biên rồi thì mình vẫn cứ ghi vào biên. Biên là biến biến đổi trong chữ gì? Biên tua ở đây là thành nhiều ấy. Biên là biến đổi nhá. Rồi. Biên tua là gì? Biên tua sẽ là gì? Biên tua là biến thành nhiều đúng không? Còn biên xảo là biến thành ít đúng không? Hay là gì? Su giữa chúng san khai sử biển tua. Số bắt đầu từ số 3 thì bắt đầu rồi. Biến thành nhiều đúng không? Khổng tử勤于学习。哎呀，哎呀，这首相同，相同là gì？Tương đồng á. đúng rồi，相同là tương đồng。tương đồng hoặc là giống nhau đấy。Chuyên y nhá, viết nhìn chữ này cô viết nhá. Xong rồi viết một cái nét như này ra nhá. Chuyên y là gì? Chuyên nhất, y mùa ý ạ. À. Cô Y ơi, mùa ý cô. ạ. À. Ơi. Từ khoa trong từ biên khoa thì nó viết như thế nào vậy ạ? Đây là khoa viết như thế này. Đúng rồi. Tiếng khoa là chữ này. Thoại, cái chữ này đọc là thoại là lời nói. Có bộ ngôn và hình cái lưỡi. Cái lưỡi là dùng để nói. Đó là tiếng khoa. Tiếng khoa là bộ thiệt. Đúng rồi. Bộ hiệt à? Hay là bộ thiệt? Bộ thiệt. Bộ thiệt. Y múa ý yang là giống y đu như đã đúc ý. Trung Quốc có rất là nhiều từ đồng âm nhưng mà khác nghĩa và khác cả chữ nữa. Sau đây mình học chữ cân có nhiều ý nghĩa lắm. Cân ở đây nó là một phó từ nhá. Nó cũng giống như là khẩn, thiển, phê thoáng. Chữ Còn canh cân ở trắng đây là càng, nó là càng. có thể là chữ canh trắng Ừ đúng rồi là chữ canh đấy. Cần sân. nó có bộ, nó có bộ viết Bộ viết. Và bộ gì? để con thử tìm đây. Hay Đây là chữ rồi, trang. Đây là bộ nhất. đây là bộ, đây là bộ viết. Gần giống chữ nhật đấy. Chữ sân này.
Sân là sâu. Sân là sâu. Càng sân ở đây lại càng sâu sắc nhá. Chữ này là chữ vấn họa. Bên thường phụ thường gọi là đi đón một Văn hóa. Khái nghị. Khái nghĩa là hàm ý. Chữ ý có ghi như này đúng không? Câu ảnh hưởng của tiếng Trung Quốc cũng sắp quên tiếng Việt rồi. thêm dấu sắc trên từ y đấy rồi ạ. Tài biểu. Nhiều từ mới nhỉ? Có chữ biểu sư, bây giờ lại học chữ tài biểu đúng không? Vẫn là cái chữ biểu này. Tài biểu là đại biểu đấy. Hay là đại diện? Hay là tượng trưng ấy? Lãng trí. Lãng trí. Mình phải nghiên cứu về cái lãng trí là gì nhá. Lưỡng cực ấy. Có thể là hai cực của trái đất. Ừ, đấy là một cách, nhưng mà lãng trí trong tiếng trong văn hóa của Trung Quốc nó còn có hàm ý khác nữa đấy. Đó. Xong rồi. Thiên với ti mình biết rồi đúng không? Chữ thiên mình biết rồi à? Chim thiên, ti mình biết chưa? Rồi Ti là ạ. đất. Rồi, lớp mình chép đến đâu rồi? Xong rồi cô ạ. Xong rồi, nhanh thế. Là lớp Xong mình rồi cùng ạ. đọc lại nhá. Trá củ ấn. Chá củ ấn. Chá củ ấn. Chá củ ấn. Dùng. 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 Khấn. Khấn. Khấn họa. Khoa. Họa. Khấn họa. Khấn Khấn họa. khoa Biểu示.表表示示。数字。数数字字。这样。这这样样。这样说文解字。说文说解文解字。字说文解字，说说文解文解解字，字变多，变变多，多。相同，相相同，同，专一，专专一，一，一模一样，一一模一模样，一一样，样。Y ở đây là thành bốn đấy. Y múa ý样.一模Y一múa ý样，样. Cần. Cần. Cần sân.更Cần上sân.升，Văn hóa.文Văn化。hóa.文化，Khán nghị.含Khán义，nghị. Đại biểu.代Đại表，biểu.表，Lượng trí.两Lượng trí.极，两Tỷ.极，Đi.地，Ừ. Rồi bây giờ Hà Linh đọc cho cô cột bên này nào, cột bên trái.甲骨文，用，横，画，横画，表示，梳子。数字。梳子，这样说文解字，变多。啊，OK. Cô mời Hương Giang đọc cột bên này. 相同，专一，一模一样，
Cần. công sân, văn hóa, hán y, đại biểu, lượng chí, đi, Lượng chí. lượng chí, Lượng chí. lượng chí. Ừ, phê sáng hả? Ok, Bảo Ngân đọc cho cô bên này. Đá cổ vấn dùng hóng họa, hóng họa biểu sư 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 tử trang trang trơ trang trơ Trở trang dạng. trơ trang Cả lớp mình đọc là trở dạng. trơ Trở trang trơ trang trơ trang. Đây. Số văn giải chữ biến biến đổi Biển tua. biến đổi Đây, ok. Mình Vũ đọc nào. Giang ổn. Johnny. Y mô ý giang. Cần. cần Cần. Cần sơn. cần Cần. sân Cần sơn. Quần khoa. Hai y. hán nhị Hán y. Đại biểu. Lạng chi. lượng chí. Lượng chí. Đi. Ừ, rồi bây giờ chúng mình làm bài tập nhá. Chúng mình cô sẽ cho một số từ xong chúng mình đặt thành câu nhá. Câu 1. Nào, đã cho cô câu này. Ok, chữ này là chữ xỉa, cô lại biết thành chữ mày. Nào, cả lớp mình đặt cho cô với câu này nào. Hà Linh nào. Hà Linh. Là ai cô là chá cổ huấn chá cổ huấn gì lẻng chỉ lẻng mua này là gì đẹp cô Lẻng khấn. lẻng khấn hai nét ngang xin ra chá cổ huấn xỉa. Điền từ vào chỗ trống nào. Vâng. Ai biết chỗ này nào? Giang biết không? Dùng. Yeah. Đúng rồi, dùng. Nhung. Tiếp. Cả lớp mình làm vậy nhỉ? Ê, chữ này, cái này phải to ra này. Dùng lẻng khống gì nữa? Khoa. Ừ? Khoa. Tuệ. Còn gì nữa? Chân trai khỏi. Biểu dụ, à không, chả cụ quán dùng lẻng khống khoa gì nữa? Để thể hiện là R, thì là dùng từ gì? Thể hiện là gì? Y Biểu tới sư. liền. Biểu Biểu sư. Tuệ biểu sư. Biểu sư. Tiếp nào. Tập cho cô. Chân trai khỏi. Chân trai phải không? Hiện tại khái dung à hay là Khái gì nhỉ? khái khái hay là Vẫn khái dung hay là viết như thế này.
这样。等着，还这样写。好，tiếp nào, câu hai. 要点出勾出来呢，一，一表示，đúng rồi. Cô dùng bút khác để viết nhé, viết màu khác nhé. Y biểu thị xiang tùng chuan y. Gì rú, nữa? rú. Rú. Đúng rồi, rú y mỗi ý ạ. Rồi tiếp câu 3. Nè. Câu 3. Ấy. Đường sân. Nào, điền cho cô chỗ này nào. Mình cứ nghĩ nhá. Này. Mình chắc nghĩ ra rồi đúng không? Coi câu 3 là khái hiểu đúng không ạ? Đúng Đi rồi. công sân. Nào chúng mình cùng làm nhé. Khái hiểu. Hương Giang có điền được không? À, khái hiểu cần sơn tờ gì? Chỗ này điền gì hả? Hương Giang, Bảo Ngân, Minh Vũ, Hàn Linh. Đại biểu hay là biểu sư? À, khái hiểu cần sơn tờ khái nghị gì nhỉ? Số 3 khái nghị. Đại biểu nó biểu Văn sư khoa, là văn khoa. Đây, có văn khoa. Còn có hàm nghĩa về văn hóa một cách sâu sắc đúng không?二, y tuổi, ý tuổi lãng trí. Chữ này đọc là gì? Điền gì đây? À, ý tuệ lãng trí, nhất đối lưỡng cực
để từ gì vào đây? Biểu chữ. Gần đúng rồi. Tay biểu. Ừ, đấy, Biểu. đúng rồi, tay biểu nha. Câu 5 điền gì đây? Suo Đúng rồi, thiên văn giải tự. quán trả chữ. Nào, có bộ gì? Tiếp theo là bộ gì? Bộ đao và bộ Ngưu. gì? Ngưu. Sure, tài y tài biểu. Yes. Tỷ tài biểu. Tỷ. Đúng rồi. Đó, thế là mình làm được bài chưa nhỉ? Mình bôi xanh những cái từ này nhá. Mình hôm nay đi học kẻo sư này rồi đúng không? Học những cái từ chưa nhá. Biểu sự rú hái hiểu vấn họa tay biểu. Sau Rồi mình cô đọc click lại. vào thì con thấy bút nét vẽ của cô chuyển thành hình tròn, mà sao nó vẽ được hình tròn vậy cô? À, hình tròn như này á. À. Đấy là nét bút thôi. Tại sao cô không di chuyển tập tẩy bút gì thì à? Sao tạo ra hình tròn như thế? À, cô không biết dùng. Nào, bây giờ mình đọc lại cho cô nào. C甲骨文，甲骨甲文骨文用两两横横画，画两横表画示表示二二现三在还还这这样样子，甲点这样一表示一表表示示相同相读同串意专如业如如。一模一样，和一模样，一样。然后二二还还有，有更深的文化，文化，更深的文文化化，含义。含含义，义，二二代表示表，一对对两两题，对两题一对两题，受文文弱假字文。假说字说说，字。一一代代表表天，天，二代二代表表地，地。搞不够了。有很多人什么？头发大的吧？运动都还在。我一张，好，我想问，那个东西是德国的，你知道吗？他们好吧？两个字。二标识。好，二表示gì đây？点就够了。二表示什么？一对两鸡。啊，cái này có rồi, ý对两极，đấy là tay biểu rồi, nhưng mà二表示什么？变多，多互动，不痛，对，不同，不同，不同，后门呀，不什么？不专业。对，不专一。Rồi, đấy, cả bài này là chính là như này đấy. Bây giờ mình có thể tự nói được không? Bây giờ chúng mình nói. Nhưng mà chúng mình đảo lại thứ tự nhá. Bây giờ chúng mình sẽ đảo lại thứ tự như nào nhá. Đây là bài bây giờ mình tìm tìm ra câu này, nhưng bây giờ mình sắp xếp thành một bài. Cô đảo có một câu, cô đảo cho nên bây giờ mình sắp xếp lại. Nào, sắp xếp câu 1, đầu tiên là một đúng không? Một xong đến gì? Hai. 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 Xong đến gì? Sáu. Có chắc không? Các bạn Bốn. sáu xong đến gì? Ba. Ba xong đến gì? Bốn đến năm.
4 đến 5. Nào bây giờ bây giờ là mấy giờ nhỉ? Để cô yêu cầu các bạn đọc lại bài này. Từng bạn lên đọc nhá. Có được không? Nào. Giang lên đọc trước cho cô nào. Giang ơi, Giang mở mic đọc. Không được nhìn phiên âm nha. Cháu Củ Quấn Dung Diệu Hồng Hoa. Cái đấy là Tiêu Sử Hiện Tại Hải Chưa Nha Xã. Thiếu. Cô thiếu rồi ạ. Đúng rồi. Y Tiêu Sử Xiang Thủng. Toàn Toàn y rú ý ý y múa ý dạng a biểu sư vô cùng vô chuan y a hải yêu tân san tự quấn hoa quấn hoa khả nghi a đại biểu ý đôi lượng chí Sơ vấn giả dự số y biểu sử gian a biểu sử tì Đại biểu biểu sử tì đại biểu biểu đại biểu sử tì a biểu sử biểu phụ sự thuộc sự phụ thuộc phụ chuyên nghiệp bộ chuyên nghi phụ chuyên nghiệp. Phê sáng hảo. Ok, Hà Linh nào. Cha cổ vấn dùng lẻng hồng hoa biểu sư二现在还这样写一表一示一表示相同，专一，专一，专一，如一模一样，二表示不同，不穿衣，二。还有更深。更深的文化含义。二，代表一对两极。说文解字，说一代表天，二代表地。非常好，啊，宝ngân nào，thách thức nào，thách thức bảo ngân。甲骨文用二横画表示，两横画表示二。现在还正样，解。写，这样写。正在写，一表示，相同专利，Rú如，như là đúng không? Rú là như là ví dụ như đúng không?如一模一用一样。二表示，还有等到够少啊，哦，呀，quên。二表示不同，不专利。二还有更深的化学
文化，含义，二，代表一对两极，ở con chép là说gì?文解字，说一代表天，二代表地。Được rồi, rất là tốt. Y代表天，二代表地。Rồi, nào Minh Vũ nào. Ra古文咏Dùng.两。用量，量环，画，标识，表示，表示二，天灾害，一，江，下，写，江写，写，一表示。先从专一一模一样，二也是不同专一，二还有更深的文化。含义，二代表一对两栖。作文解释说，代表天，一代表地，地嗯，对，那比如说，表。聊，哦，是那明武đọc lại sân更深，有啊，上山，含义，一对两极。对两一对极。两极，ừ, rồi Ý ok, tôi làm gì? đó bài này là như này nhá, còn có một cái nâng cao hơn là mình chỉ có một số cô chỉ cho một số từ xong rồi mình có thể kể lại câu chuyện này hoặc là bây giờ mình sẽ về học thuộc bài này xong mình kể lại xong rồi gửi video cho cô nhá, cô sẽ cho các bạn có thể dùng viết một số từ ra nhá, ví dụ như là cô viết mẫu cho các bạn nhá, xong rồi mình có thể về tự làm cho cô. Bây giờ mấy giờ nhỉ? Ồ cũng muộn rồi đúng không? Mình có thể dùng một số từ thôi. Mỗi câu mình dùng từ một từ đại diện ý nhá. Xong rồi mình sẽ tự lại kể lại câu chuyện này được không? Là mình kể được mà nhá. Còn mà hơi muộn, các bạn đã được dạy gì trước kia, trước đó chưa? Chưa. Như con thôi. Câu 1 thì sẽ có là lẻng khống nhá. Câu 1 mình chỉ có cái từ là lẻng khống thôi. Khoa, lẻng khống khoa thôi nhá. Ví dụ lẻng khống khoa câu 2. À mình có thêm chữ chưa yang nữa, chưa yang xỉa. Đó, mình có hai câu này thì xong rồi mình sẽ làm sao mình tự kể lại được. Rồi. Câu 2 mình có y này. R này. Xong rồi mình có R. R hay yếu. Đó. Câu 3 mình sẽ có
说文解字说。Đó, mình chỉ có như này, có thiên với tị. Đó, mình đây là bài tập về nhà nhá, mình dựa vào như này mình kể lại cả bài này cho cô. Cả bài này thực ra cũng chỉ có 3 câu này nhưng mà có mấy ý đúng không? Thứ nhất là gì? Trá古文用两横表示数字，现在还是这样写的。一表示相同专一，二表示不相同不专一，二还有更深的含义，表示。什么？二还有更深的文化含义，代表一对两极等。说文解字说，一代表天，二代表地，đúng không？Đó, thế là mình kể được cả một cái bài này rồi. Đây là bài tập về nhà nhá, được không?